Hello, chào tất cả các bạn đã đến channel của mình là Quang đây. Và hôm nay mình sẽ làm một cái kim khí cầu mà không bay được. Bây giờ bạn để cho mình một cái gỗ bạch dương, miếng gỗ bạch dương và để khói trục trên đây. Và các bạn lấy cho mình cái này, cho nó cao qua. Cái đã. Đợi mình một tí nha các bạn. Ok, và bây giờ thì mình chỉ cần gặp đống mỡ trên đây và mình sẽ trang trí thêm với trên đây cho đẹp. Lần trang trí lên đây bắt đầu trang trí thôi, let's go. Trên kim khí cầu của anh, hoặc là bạn không làm kim khí cầu như thế này, bạn làm như này là một góc nó sẽ đẹp hơn là hai góc. Đó, một góc thì nhìn nữa đó. Ok, và mình sẽ ứng nhé. Quá đẹp luôn. Đẹp không? Mình sẽ lại cầm cho bạn xem. Quá đẹp luôn nè. Nó quay rất là im luôn. Và bây giờ mình sẽ chỉnh sửa một xíu cho nó stop cái này. Quá. Nó quay luôn rồi. Ok, và mình sẽ làm thử một cái nha. Một cái này mình sẽ chia rất đẹp luôn. Để cho nó cao lên. Để như vậy. Vậy cho nó đi mình thương bên đây. Tại vì bên đây làm hơi bị lỗi nữa. Mở lên. Rất là
hơi dài hơn cái kia không ấy. Này này này, mình sẽ so sánh. Này, nó ở đây. Ây da. Này này này, là nó dài hơn, rất dài hơn miếng hơn. À, nó dài hơn một. Ok. Nay tôi sẽ ăn coi. Đó, xong rồi bây giờ mình lên. À, chờ quần. Xíu nữa quần. Trang trí thì mở cái chỗ này á. Quên rồi, lộn mồm mồm lộn mồm. Xong rồi. Hôm nay là làm thôi. Mình dạy thôi. Ê, quên. Bây giờ học bài này mà học bài. Ok các bạn ơi, bây giờ mình chia tiếp thôi. Đi học rồi. Ok, đừng bắn tập gì hết nha các bạn. À. Ôi giờ bây giờ mình sẽ học cho nó quay nha. Rất là đẹp luôn. Và mới bơi các bạn đang nghe lại các bạn ạ. Video sau nhớ like và subscribe channel của mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.